Bạn nhấp đúp vào file DTF Service Data, sẽ hiện ra một cái box để thiết lập. Và đây cũng là thiết lập lần đầu tiên, bạn nhấn vào chữ thiết lập. Thì ở đây bạn sẽ khai báo những cái trường rất là quan trọng. Thứ nhất là mã gian hàng. Theo lời khuyên của chúng tôi, các bạn nên sử dụng số điện thoại di động của các bạn để khai báo thành mã gian hàng. Ví dụ tôi khai báo email, bạn nên sử dụng email bạn thường sử dụng nhất, để sau này có vấn đề gì, Utility Shop sẽ hỗ trợ qua địa chỉ email này. Lưu ý password ở đây không phải là của email, mà đây là password để sau này các bạn truy cập vào ứng dụng báo cáo online. Tôi lưu ý password này các bạn không nên khai báo là password email, mà các bạn chỉ cần khai báo là password để truy cập vào ứng dụng. Để sau này các bạn có thể đổi password. Và tôi giả định tôi đặt password ở đây là 123456. Còn đơn vị triển khai các bạn có thể để mặc định. Điều quan trọng nữa là các bạn phải check chọn cái phần mềm mà bạn đang cần xem báo cáo online. Ví dụ bạn đang sử dụng phần mềm cà phê quán ăn nhà hàng, bạn check ở đây. Phần mềm karaoke, pizza, bạn check ở đây. Hay phần mềm POS, bạn check ở đây. Sau đó bạn nhấn lưu, nó sẽ báo đăng ký thành công. Khi có thông báo đăng ký thành công, bạn nhấn OK. Bạn tắt cái phần cái cửa sổ register Utility Shop này đi. Sau đó sẽ ra cái cửa sổ Service Class. Bạn nhớ check vào khởi động cùng Windows. Sau đó bạn chờ cái chữ Status ở đây, nó phải đề là Connected thì mới thành công. Sau khi thành công, các bạn nhấn ẩn xuống thanh Taskbar. Tôi nhắc lại các bạn phải check vào khởi động cùng Windows. Có nghĩa là gì? Khi khởi động lại, cái dịch vụ sẽ tự động kích hoạt. Và để nó hoạt động, các bạn chỉ cần nhấn ẩn xuống thanh Taskbar. Thì khi ẩn xuống thanh Taskbar thì cái dịch vụ nó nằm ở đây các bạn. Đây nhé các bạn. Trong trường hợp dịch vụ vì một lý do nào đó nó không có tự động chạy được, ví dụ tôi thoát ra đi, các bạn cần vào lại Odyssey, thư mục dân trí shop, và các bạn kích hoạt lại dịch vụ bằng cách nhấp đúp nó lên, thì nó sẽ hiện lên trên cái thanh taskbar ở đây. Các bạn nhấp đúp lên, các bạn phải nhìn thấy ở đây nó vấn đề là disconnected, tức là chưa có thành công. Các bạn phải chờ cho đến khi nào nó ghi rõ rằng là connected thì lúc đó dịch vụ mới được kích hoạt. Đây, đã được connected. Đến đây, xem như bạn đã cài xong cái phần máy tính chủ. Các bạn nhớ nhấn ẩn xuống thanh taskbar. Nếu các bạn nhấn thoát ở đây, có nghĩa là mình văng ra khỏi cái dịch vụ và dịch vụ sẽ không chạy được nhé các bạn. Các bạn nhớ nhấn ẩn xuống thanh taskbar. Qua bước thứ hai là cài đặt cái dân trí shop lên smartphone máy tính bảng. Chúc các bạn thực hiện thành công. Tôi lưu ý việc khai báo máy tính chủ ở đây là chúng ta làm một lần duy nhất và sau đó chúng ta không cần quan tâm đến nó nữa. Thì thoảng chỉ có cái tình huống đó là trên thanh taskbar cái dịch vụ nó đã bị ẩn đi mất, bạn chỉ cần việc vào Odyssey và bạn kích hoạt lại cái dịch vụ đó mà thôi. Đấy nha các bạn. Rồi, sau khi đăng ký xong, các bạn chỉ cần việc cài đặt vào smartphone máy tính bảng. Và bước tiếp theo rất là đơn giản.